hướng đông đông nam, thê đội 1 quân đoàn 2 đánh địch trong hành tiến. Sư 325 tiêu diệt chi khu Long Thành, giải phóng Phước Tường, bao vây Long Tân. Sư đoàn 3 đánh chiếm quận lỵ Đức Thạnh, thị xã Bà Rịa. Sư đoàn 304 tiến công căn cứ nước trong. Bọn lính thủy đánh bộ và thiết đoàn 318 được máy bay yểm trợ chống trả quyết liệt suốt ngày 27. Sang ngày 28, ta dùng xe tăng đột phá vào cạnh sườn và sau lưng địch, phá vỡ thế phòng thủ của chúng. 17 giờ ngày 28, căn cứ nước trong bị tiêu diệt. Mũi tiến công của quân đoàn 4 dọc theo quốc lộ 1. Sau khi đập tan chi khu Trảng Bom, quân ta tiến đánh căn cứ Hố Nai. Tại đây, bọn lính dù có thiết giáp che chở, ra sức phản kích. Cuộc chiến đấu diễn ra vô cùng ác liệt suốt ngày 27 và 28. Chiều 28, pháo binh chiến dịch bắn tê liệt sân bay Biên Hòa. Sở chỉ huy quân đoàn 3 Ngụy phải rút chạy về Gò Vấp và di tản máy bay về Tân Sơn Nhất. Hướng Bắc, một cánh quân của quân đoàn 1 phối hợp với bộ đội địa phương làm chủ đường 16, bao vây căn cứ Phú Lợi, chiếm Bắc Thủ Dầu Một, ngăn chặn sư đoàn 5 Ngụy về cứu nguy cho Sài Gòn. Hướng Tây Bắc, hỏa lực pháo binh quân đoàn 3 hủy diệt các trận địa pháo địch. Trong khi sư đoàn 320 áp sát căn cứ Đồng Dù, thì sư đoàn 316 chặn quốc lộ 1 và đường 22, không cho sư đoàn 25 rút về chi viện. Hướng Tây Nam, hai sư đoàn 5 và 8 cắt đứt quốc lộ 4 từ Cai Lậy đến An Hữu và từ Bến Lức đi ngã ba Trung Lương, ngăn chặn sự chi viện của ba sư đoàn quân Ngụy ở đồng bằng sông Cửu Long cho Sài Gòn. Ngày 27 và 28 tháng 4, ba trung đoàn đặc công ta phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương đánh chiếm những cầu quan trọng trên các trục đường giao thông huyết mạch vào thành phố: cầu Rạch Chiếc, cầu Bình Phước, cầu xa lộ Biên Hòa. Mười lăm giờ 40 phút ngày 28 tháng 4, biên đội quyết thắng của không quân ta đã dùng 5 chiếc máy bay A-37 thu được của địch bất ngờ ném bom xuống sân bay Tân Sơn Nhất, phá hủy 24 máy bay, phá hỏng nặng đường băng, buộc Mỹ phải thực hiện chiến dịch di tản không trật tự bằng máy bay trực thăng. Chiều ngày 28, sau 2 ngày chiến đấu, quân ta đã phá vỡ các khu phòng thủ vòng ngoài của địch. Bộ Tổng Tham mưu và cơ quan chỉ huy quân đoàn 3 Ngụy phải bỏ chạy. Hàng ngũ địch càng thêm hoang mang rối loạn. 5 giờ ngày 29 tháng 4, lệnh tổng công kích trên toàn mặt trận bắt đầu. Các trận địa pháo của ta từ Nhơn Trạch nã đạn dồn dập vào sân bay Tân Sơn Nhất. Sân bay bị tê liệt hoàn toàn. Vừa diệt địch ở hệ thống phòng thủ vòng ngoài, các quân đoàn vừa tổ chức những mũi thọc sâu vào nội đô. Hướng Đông, sư đoàn 325 sau khi làm chủ thành Tuy Hạ, tiến đánh Cát Lái, cắt sông lòng tàu. Sư đoàn 304 đánh chiếm ngã ba Long Bình. Đội hình thọc sâu của quân đoàn 2 phối hợp với lực lượng đặc công chiếm cầu xa lộ trên sông Đồng Nai. Hai sư đoàn 6 và 341 vượt qua Hố Nai tiến đánh Biên Hòa. Đội hình thọc sâu của quân đoàn 4 chiếm sân bay Biên Hòa và căn cứ Hóc Bà Thức. Hướng Bắc, sư đoàn 312 bao vây căn cứ Phú Lợi. Trung đoàn 209 chốt chặn quốc lộ 13 và đường 14, tiêu diệt bọn địch rút chạy từ Lai Khê, Bến Cát về Bình Dương. Đội hình thọc sâu của quân đoàn 1 đánh chiếm chi khu Tân Uyên, căn cứ Lái Thiêu, mở đường tiến về Gò Vấp. Hướng Tây Bắc, sư đoàn 320 tiến công căn cứ sư đoàn 25 Ngụy ở Đồng Dù. Địch huy động lực lượng phản kích quyết liệt. Hai bên giành giật nhau từng cụ đất, góc chiến hào. Sau 6 giờ chiến đấu, quân ta làm chủ hoàn toàn trận địa.
Sư đoàn 316 tiêu diệt và làm tan rã hai trung đoàn địch đóng tại Phước Hiệp, Tràng Bàng, Gò Dầu Hạ. Phối hợp với chủ lực, bộ đội địa phương và nhân dân nổi dậy đập tan bộ máy ngụy quyền, giải phóng toàn tỉnh Tây Ninh. Cùng lúc đó, đội hình thọc sâu của quân đoàn 3 tiến theo quốc lộ 1, vượt cầu Bông, cầu Sáng, phát triển về Hóc Môn, tiêu diệt địch ở trung tâm huấn luyện Quang Trung, tiến thẳng xuống ngã ba Bà Quẹo. Hướng Tây Nam, sư đoàn 3 giải phóng thị xã Hậu Nghĩa. Đội hình thọc sâu của đoàn 232 tiến qua Mỹ Hải, Vĩnh Lộc về Bà Quẹo. Sư đoàn 5 tiếp tục cắt lộ 4, đánh lui nhiều đợt phản kích của địch. Bộ đội đặc công đánh chiếm Tân Tạo và trung tâm radar Phú Lâm. 5 giờ sáng ngày 30 tháng 4, từ năm hướng, các binh đoàn chủ lực ta với sức mạnh phù động nhanh chóng đè bẹp sự kháng cự tuyệt vọng cuối cùng của địch, phối hợp với lực lượng tại chỗ đánh chiếm các mục tiêu chủ yếu theo phương án chiến dịch. Bộ đội ta tiến tới đâu, ủy quân ngụy quyền tan rã từng mảng tới đó. Cuộc tháo chạy mang tên người liều mạng của quân Mỹ đã kết thúc bằng chuyến trực thăng cuối cùng chở đại sứ Mỹ Martin. Quân đoàn 1 chiếm bộ tổng tham mưu và bộ tư lệnh các binh chủng ngụy. Quân đoàn 3 chiếm sân bay Tân Sơn Nhất, nhà làm việc của bộ tổng tham mưu. Quân đoàn 4 chiếm bộ quốc phòng, cảng Bạch Đằng. Đoàn 232 chiếm biệt khu thủ đô, tổng nha cảnh sát và kho xăng nhà bè. Quân đoàn 2 chiếm Dinh Độc Lập và buộc chính quyền Sài Gòn đầu hàng không điều kiện. Đúng 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4, cờ cách mạng tung bay trên nóc phủ tổng thống ngụy quyền Sài Gòn. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. Sài Gòn, khi con chim én vào mùa xuân về, tin vui chiến thắng bay từ quê nhà. Sài Gòn ơi, ta đã bước trên đường chiến thắng. Để gì em lưu ám hồn, điều gì dặn đi vào tàn. Nhân dân yêu nước đã cùng xuống đường, bên bao biên sĩ bao ngày mong chờ, cùng vùng lên sông chiến công vào mùa xuân. Sài Gòn ơi, trong lửa đạn vẫn kiên cường, hướng về sáng ngời. Sài Gòn ơi, đây thành phố anh hùng đã từng lập bao chiến công, vì tự do đây hồi kèn tiến quân đang thúc giục miền Nam tiến lên. Ta đã sống như ngày lịch sử,